Xin chào các bạn, mình là Hanbi của MV Review. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài review về mẫu gameplay xuất hiện trong series Gundam Builder Tri Amazing Red Warrior. Giờ đầu tiên thì mình sẽ điểm qua phần tiêu sử của con gameplay này một tí. Ai không muốn nghe thì có thể skip tới đoạn này để bắt đầu luôn bài review chính thức. Amazing Red Warrior là một bộ suit được Yuki Tatsuya aka Meijin Kawaguchi đời thứ 3 custom lại từ mẫu Perfect Gundam 3. Đơn giản là làm thon gọn là một số chi tiết trên cơ thể và được trang bị thêm một cây gunblade và một khẩu launcher tầm dài. Con gunplay này được xuất hiện đúng 2 lần trong series, một là để cứu vớt tiền của bộ ba nhân vật chính, hai là để quẩy trong ép cuối của bộ phim. Phải nói là phim ảnh làm về con gunplay này dù không nhiều nhưng cảnh nào cảnh ấy cũng rất là ấn tượng. Nói chung là nó tốt là một cái vai của một dân chuyên. Còn sau này nó còn được Yuma làm lại thành một bản màu đen và to độn thêm một cây súng dài hơn nữa. Giờ đến với review về mẫu Body Kit. Bạn nào coi phim rồi chắc cũng biết khi mà con Amazing Red Warrior này xuất hiện thì nó tỏa ra một cái hào quang rất là ngầu. Qua tới toy cũng thế. Nhìn vào mẫu gunplay này mình thấy nó tốt là một cái vai gì đó rất là ngạo. Trông rất là thạo với chiến trường, kiểu như đây mới chính là một cái dân pro thực thụ chứ không phải là mấy cái thằng như thế này. Chi tiết bề mặt và độ phong phú màu của mẫu gunplay này rất là ổn. Thiết kế thì nó được bơ lại từ Perfect Gundam 3 cho nên là nó đẹp không cần bàn rồi. Nhưng mà mình không thể ngó lơ được cái việc qua phiên bản này nó chia lại màu hơi bị kém. Nhìn một con gunplay mà nó đỏ hết từ đầu đến chân thì kiểu gì nó cũng sẽ hơi bị ngán con mắt. Cách hiệu quả mà ít tốn kém nhất đó chính là các bạn sơn lại màu đỏ này với một cái tông màu nó sẫm hơn bình thường. Như là mình đã làm ở đây và điểm thêm một vài đề can màu trắng lên và thế là các bạn sẽ không bao giờ ngán khi nhìn vào con hàng này. Chi tiết về mặt nó không có nhiều nhưng mà nó cũng đủ để bộc lộ được cái bản chất mecha của mình. Và vô tình nó không nhiều cho nên là nó làm tăng cái cảm giác cứng cáp vốn có của con gunplay. Nó khuyến khích cho người chơi có thể có hứng thú để chơi với nó nhiều hơn. Một cái lỗi khá lớn mà mình phải chỉ ra ở đây đó là cái sim ở chỗ tay này. Lúc mà mình chưa mua thì đây là cái thứ duy nhất mà nó làm cho mình bận tâm. Một con gunplay nó bao đẹp, bao ngầu, cứng cáp, nhiều đồ chơi, ít sticker như thế này mà nó lại có một cái đường sim cộng một cái cục gãy to đùng như thế này. Nó quá là làm mất đi cái cảm giác hoàn hảo của con gunplay và sửa lại cái lỗ này nó cũng không phải là dễ tại vì không phải là bạn nào cũng biết tẩy sim line và sơn lại gunplay được. Nhưng mà sự thật là nếu như cứ để yên như thế thì kiểu gì nó nhìn cũng không ngon bằng tẩy đi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần phụ kiện đi kèm. Các bạn đầu tiên các bạn có một cái bazooka có thể thuộc ra thuộc vào như thế này. Có thể gắn lên cánh tay nhỏ ở trên backpack. Tiếp theo là một cây gunblade với hai lưỡi một ngắn một dài. Cán có thể di chuyển để cho các bạn dễ dàng pose. Cây launcher này cũng như vậy, các bạn có thể thay thế giữa hai đầu súng là đầu tiểu liên và đầu súng bắn beam. Nhiều đồ chơi thì cũng rất là tốt, nhưng mà đáng buồn là vì mình toàn trưng cho nó đứng kiểu trời trồng cho nên là không trang bị được hết vũ khí lên, mất công phải giữ đồ riêng. Trên tay nó có một lỗ nhỏ để các bạn có thể cắm beam effect vào, một beam ngắn và một beam dài. Các bạn có thể tháo giáp ngực ra, xoay pad này lại. Sau đó xuống phần giáp váy làm như thế này để có thể lộ ra một vài pot tên lửa trên body. Cuối cùng là một cặp bàn tay nắm chặt như thế này. Đây là một cái chi tiết khá là nhỏ nhưng mà mình nghĩ là nên có nhiều mẫu hacker nó có cái tay như thế này hơn. Tại vì nó làm cho con gunplay khi đứng yên nó sẽ tự nhiên hơn khi là tay nó có một cái lỗ hở ra như thế này. Cuối cùng là về phần biên độ cử động. Đầu tiên các bạn có đầu và cổ trên một góc cầu có thể nhìn lên và nhìn xuống như thế này. Thruster ở trên vai có thể đẩy lên và đẩy ra sau. Vai trên một khớp cầu, cánh tay có thể đẩy ra ngoài, mắt tay xoay và gặp trên hai khớp. Cổ tay trên một khớp cầu, bụng có hai lớp polycarb trên và dưới. Nhưng mà vì nó cứng quá cho nên là mình không muốn bẻ một tí nào cả. Váy trước có thể đẩy lên và váy sau có thể đẩy ra ngoài. Đá lên khá là cao, sọt rất là tốt. Bắp chân xoay và chân gặp trên hai khớp. Cổ chân trên một khớp cầu và một khớp nhỉnh, gặp trước sau và trái phải cũng khá là ok. Đánh giá chung thì có thể nói đây là một con hàng rất là ngon, ngầu lòi, nhiều đồ và đặc biệt là rất cứng cáp. Nhưng mà lỗi của nó thì lại quá rõ ràng tại vì đây là một con hàng full màu đỏ. Cho nên có thể nói là mình cũng hơi quan ngại chuyện tuyên các bạn mua. Còn nếu như các bạn chịu được những lỗi mà mình đã nêu ra thì nó quá là hợp với các bạn. Bạn nào không thích màu đỏ thì có thể lựa màu đen. Tên con màu đen là Lightning Black Warrior. Body của nó y chang như đúc. Các bạn có thêm một cây súng dài hơn cây súng bình thường nữa. Đó là như vậy. Bài review của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.